Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ozistat, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ozistat cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ozistat Oclistat Lưu ý trước khi dùng Bạn không nên sử dụng Odistat nếu bạn bị dị ứng với nó, nếu bạn mắc hội chứng kém hấp thu, hoặc nếu bạn đang mang thai. Bạn cũng không nên sử dụng Odistat nếu bạn có Vấn đề túi mật, hoặc là Nếu bạn đang mang thai không sử dụng Odidstat 120 nếu bạn không thử cân. Bạn đã được ghép tạng. Bạn đang dùng cyclosporin. Để đảm bảo Odidstat an toàn cho bạn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn đã từng bị sỏi thận, bệnh túi mật, viêm tụy, bệnh tuyến giáp, bệnh gan, bệnh thận, ghép tạng, tác dụng phụ nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng với Oclistat, nổi mề đay, khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng của bạn. Ngừng sử dụng Odistat và gọi bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có. Đau dạ dày nghiêm trọng. Đau dữ dội ở lưng dưới của bạn. Máu trong nước tiểu của bạn, đi tiểu đau hoặc khó khăn. Dấu hiệu của các vấn đề về thận bao gồm ít hoặc không đi tiểu, sưng ở bàn chân hoặc mắt cá chân của bạn, cảm thấy mệt mỏi hoặc khó thở. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm OZSTAT, đồng thời biết cách sử dụng OZSTAT, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham